Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi cắm hoa nhé. Và vấn lệ hoa hôm nay của mình sẽ bao gồm hoa cúc Hà Lan kết hợp với hoa cúc sù size lớn màu cam mọi người nhé. Mọi người mình theo dõi hết video để xem sản phẩm của mình nhé. Và mình sẽ kết hợp cùng một chiếc lọ màu ghi này nha mọi người. Mình sẽ cắm hoa cúc sù size lớn màu cam trước nha mọi người nha. Những cái sản phẩm hoa cúc sù này của mình thì có giá là 25 đến 30 nghìn đồng cho một cành từ 8 đến 10 bông hoa. Giá thành của nó thì cũng khá là rẻ cho mọi người ạ. Và lưu ý một điều là cái đầu bông này của nó rất là to nên là nó cắm sẽ rất là nhanh đầy bình các bạn nhé. Nên là khi sử dụng những cái phân loại hoa có cái đầu bông to như thế này thì các bạn có thể lưu ý là chọn phân loại lọ hoa thích hợp và chọn những cái phân loại hoa mix cùng để thích hợp các bạn nhé. Đầu trên này của nó được bằng lụa các bạn nhé, nên nó khá là mềm. Phần ở dưới thì là bằng nhựa bọc thép các bạn nhé, thép bọc nhựa, nhựa bọc thép. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến hoa cúc Hà Lan. Hoa cúc Hà Lan này của mình thì cũng là hoa lụa các bạn nha. Chất liệu của nó được làm bằng lụa này. Và ở dưới đây thì nó được làm bằng thép bọc nhựa, nên là nó rất là bền các bạn nhé. Đây là những cái chất liệu mà làm lên những bông hoa này, nó rất là bền, nên là các bạn có thể sử dụng và tái sử dụng được rất là lâu nha. Đầu hoa thì nó được làm bằng lụa nên là khá là mềm các bạn nhé. Màu sắc là nâu tây như các bạn. Phân loại tiền thì cũng khá là rẻ và màu sắc của hoa thì rất là đa dạng và phong phú. Hoa thì rất là dễ dàng mua được ở những cái cửa hàng mà người ta bán hoa giả, hoa nhựa, hoa deco trên toàn quốc. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dễ dàng mua được ở trên các trang thương mại điện tử như Shopee. Và những cái phân loại hoa này thì các bạn mua một lần mà các bạn có thể sử dụng và tái sử dụng được rất là nhiều lần các bạn nhé. Giá của sản phẩm này là 30 nghìn đồng cho một cành từ 8 đến 10 bông hoa các bạn nhé. Một lọ hoa thì chúng mình chỉ cần lấy hai phân loại hoa là đã rất là xinh rồi các bạn. Hôm nay thì lọ hoa của mình thì có màu sắc là màu ghi các bạn này. Tông chủ đạo đó là màu ghi các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo mẫu cắm hoa hoặc là các bạn có thể tham khảo phân loại hoa của mình dùng để cắm lọ hoa để bàn, để cô nhà, để cô tiệc, để cô sự kiện đều rất là xinh. Giá thành thì khá là hợp túi tiền này và hạn sử dụng của nó thì sẽ rất là lâu, nên là các bạn có thể tham khảo những cái mẫu như thế này của mình nha.
Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Đây là phần cả một chiếc lọ các bạn này. Và đây là phần hoa của mình. Mình sẽ xoay cho các bạn xem một vòng. Ở đây. Đây là phần bông hoa các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo mẫu cắm hoa này của mình dùng để cắm lọ hoa để bàn, deco nhà, deco tiệc, deco sự kiện, trang trí và trưng bày đều rất là xinh. Phân loại lọ hoa của mình hôm nay sẽ gồm hai phân loại hoa với hai tông màu sắc, đó là màu cam và màu nâu các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo mẫu này rất là xinh mọi người ạ. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.